Vì du đẹp quá nhỉ. Du của anh ơi. Đây này, đó là cái trân châu đấy. À trân châu, trân châu. Phải đem nó về. Trân châu, trân châu. Nhìn cứ tưởng du. Mẹ hôm ấy bảo lên lấy thì đéo đủ tiền. Đi về cái kia lại sạch. Trân châu mà cao này ít lắm nhỉ. Canh châu chứ. Đẹp. Nhìn tí nữa thì nhầm là du. Cái này anh bán hay anh mua đấy? Bán. Bao tiền cái này? 8 triệu. Đẹp, lá đẹp. Mình ở đâu đây? Trong Trương Mỹ. Anh đọc xem số của anh ấy. Tí nữa lưu rồi nhớ. Được, anh cứ đọc 09858 09858 37909 37909 Anh gì nhỉ? Anh tên gì nhỉ? Trung. Anh Trung. Trường Mỹ thì gần rồi. Có gần nhà anh không cây cảnh không? Không cây cảnh. Không cây cảnh ngay ở chỗ Phương Châu. Vâng. Đây đẹp đấy. Đang nào chẳng về. Nhìn thân như thân du, lá như lá du. Canh châu. Chú ơi, nhớ con đá từ từ đã anh. Đấy, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Dính tán. À, à nhẹ phết nhỉ. Thôi để đây anh. Đấy. Chậu này. Để mày đi xe ở đâu? Mua bao giờ mua? Bao giờ đi? Nhật đi anh cho mày số cho mày gọi cho nó nhá. Châu này. Dây dài hết được. Dí cho nó về cắt hết. Vặt hết lại. Nhưng mà bộ này hơi rét vặt hơi thôi. Rét nó vặt lên. Lên. Bộ này vặt quanh năm cái tháng được. Lên cái lá nó nhú đỏ đỏ đẹp. Đẹp lắm à. Mà càng vặt càng nhỏ lá. Càng nhỏ lá càng đẹp. Quanh năm 10 tháng. Già nó đỏ thích nhỉ. Già nó đỏ. Cái gốc nó ra đỏ. Mà càng vặt nó càng nhỏ lá đẹp. Đẹp thế. Cái canh châu như này là ít. Làm mất. Hả? Làm mất đường. Kia đi đâu? Xem là đường lắc nó như nào. Sáng. Đấy, đi triển lãm ok quá rồi nhỉ. Mất tán thì ổn rồi. Lá rất đều. Tán chỗ này mỏng đi một tí, bớt đi một tí, chỗ này hơi đầy, hơi cao chứ không phải hơi đầy, đầy thì tốt chứ hơi cao. Già đó, cái già nó cực kỳ thích các bác, rất là thích đây này. Dáng rất điệu đà. Xem cái cổ.
cổ nó lắc này con nhé. Xanh mà tôi thích thời kia, dạo này đi mê xanh các bác. Ê mà chết. Rồi ông xoắn núi cho này, đi đi nghệ thuật. Chậu rất đẹp. Rất quái, rất gù. Đấy. Như tôi bảo cái phía kia nó hơi bị, nó hơi lệch quá. Bên này hơi mỏng quá tí. Cái này lắc, lắc xuôi cái này tí nữa. Lắc cái ngọn nó xuôi tí nữa. Cho nó hồi đầu về gốc. Đấy. Hồi đầu về gốc. Dày một tí. Đây, con này là con gì đấy? Đầu cáo đấy. Mark biết cái này cái gì không? Tôi quên mất tên để tôi hỏi về cái này. Quên mất tên, không biết hoài. Cái này là cái gì đây? Không phải. Không phải. Kiều Hùng. À Kiều Hùng, cái này hoa đẹp lắm. Hoa đỏ đẹp. Đấy giờ mình nhớ tên. Biết rồi mà không biết, không nhớ tên. Hoa Kiều Hùng. Cái này bao tiền anh? Của anh à? Đây 5 triệu. Đẹp nhỉ. Kiều Hùng bây giờ mình nhớ tên. Hoa nó đỏ đỏ như cái hoa xấu hổ các bác. Xấu hổ hoa to ấy. Đấy các bác, gõ Kiều Hùng nó ra hoa rất đỏ. Nhưng mà bông nó to hơn cái bông đây này. Cái lúc rồi các bác này. Tôi đã săn với cây Kiều Hùng nét như nào. Được sáng nó không nét rồi. Hoa nó phải nở cơ. Đây là nụ thôi, nụ. Ôi giời ơi. Nụ. Mất điểm rồi. Ai đi cắt cành gì đấy. Nụ. Đấy. Để nó một phù hoa đây đi. À trước có cái tay đây à? À đây. Trước có cái tay đây. Nhân cái này. Bao nhiêu? Kiều Hùng. 200. Kiều Hùng này. 200 lúc đời đúng giờ đúng giờ. 200 anh đưa cho em những cây của thằng này. Anh chỉ xem thôi. Tôi không biết mà nói tiền là tôi. Làm cái Kiều Hùng với chơi hoa các bác. Đấy, đang đi tìm cái cây này này. Nhưng mà cái dáng gốc nó to này là ít, chưa thấy. Kiều Hùng. Kiều Hùng mà lại hai thân này. Cây này thì lá nó hơi xấu, vì lá nó như lá dòng họ đậu đó. Đấy. Nhưng mà hoa ra cực kỳ đẹp, nó to. Cái này chỉ nụ các bác không nhìn thấy đâu. Các bác biết thì tôi rất thích cây Kiều Hùng đấy. Đang
rất nhiều lụt. Giờ nó ở dưới Quảng Ninh, chỗ Chế Linh Sao Đỏ ấy. Đấy, tập trung hết rồi. Canh Châu. Nó cái thân nó gần như cái du nhỉ. Đúng rồi. Ờ, họ nhà nó đấy. Họ nhà du. Thân cái đỏ đẹp thế nhỉ. Đỏ đâu. Nhưng mà du lá nó to hơn. Du lá to hơn, dăm to hơn. Đây nhỏ. Này nó ra hoa ra quả. Đúng rồi. Có hoa có quả. Quả này ăn được mà. Chua chua ngọt ngọt. Cái ngày xưa chân trâu chân bò hay ăn cái quả này. Đúng. Cái này cái gì anh? Canh Châu. Canh Châu. Canh Châu à? Nhưng mà to này là không thấy, ít lắm. Mình trong rừng cái này còn nhiều tiền không ạ? Mình gọi là canh Châu, bọn Trung Quốc gọi là tươi. Đây, cây của bác này đang bảo gần chục triệu sao? 10 triệu à? Bác bảo bao nhiêu? 8 triệu nhỉ? 3 tiền cái này anh? 8 triệu. Đấy, lấy cái này được, đi thi đấu được. 5 triệu cơ bảo. Thi đấu quá. Anh tài 5 triệu á? 8 triệu, đòi 5 triệu, giả 5 triệu cho bà anh. Cái này làm là mất tiền rồi. Cái này đẹp lắm, cái này chơi Trung Quốc mà có cái này nhiều. Kiếm đâu chỗ mà đào cái cây này. Có chỉ nhỏ nhỏ thôi. Cái này làm gì em chưa bàn tính. Cây này ở quê ở trong rừng thì mới biết thôi. À thì ở Bình Châu mà. Chân trâu chân bò biết cái quả nó chín nó nhỏ nhỏ đen đen ấy. Ăn nó hơi chua chua. Chân trâu. Ừ, như xưa bác nào chân trâu chân bò biết nhiều thứ cây hay. Bây giờ thấy không có sai. Ok. Nắm cây này thế rồi.